Nếu mà bạn không thích sự đáng yêu nhá thì đừng xem clip này. Bởi cái sự đáng yêu ở trong clip này nó quá là đậm đà. Đây là một buổi workshop mà mình dành riêng cho tất cả các bé. Nếu không có bánh trung thu, nếu không được phá cỗ thì không có tuổi thơ rồi. Và tất nhiên rồi, cái sự xinh đẹp đáng yêu này sẽ chỉ có một lần trong năm mà thôi. Các con sẽ được làm bánh trung thu, được mặc trên mình những bộ trang phục thiết kế thật là tỉ mỉ, thật là đẹp, thật là rực rỡ, được chụp hình với những concept rất là thời trang. Hơn tất cả là các con được chơi, được có những giây phút tuyệt vời. Xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp với tất cả các con.